nghĩ suy. An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu rồi Đồng Tháp, còn biết bao nhiêu là chỗ để mình vô trong tham quan chơi. Ai ơi, từng làm để dân ca, ai đi xa cũng muốn trở về, nhớ khói bếp cơm ngon là mắm ca, nhớ con ngang nga dân địa lý câu. Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Colorman chỉ với 3 triệu đồng. Anh nhanh tay phát tài ngay. 12 con. À. 12 con nha. Dai mà ngon. Không có dai, nó có cái mềm mại. Em, tháng sau á mình thay đổi cách ăn uống nha. Tháng trước anh bị tụt 3kg ăn uống kiểu này hoài. Trời ơi, anh nhớ anh sụp ký má con nghe con mừng quá. Anh biết không, anh mập, mập nhiều mỡ trong máu không có tốt. Rồi nhiều khi á, nó ảnh hưởng qua tới tiểu đường. Rồi nó dồn xuống cái chân, cái thân anh nó nặng quá, nó phù chân nữa. Đi không nổi rồi có ngày liệt luôn đó. Ba chị má, cả gia đình mình ơi, cho con xin phép. Trước khi ăn á, cho con xin tiền chợ tháng này đi. Tại vì... người ta có câu á, trời đánh tránh bữa ăn. Bây giờ chưa ăn á, thì cho con xin trước. Chứ để hồi lát nữa mọi người ăn rồi á, nó nghẹn tới đây. Nói ra cái cũng nghẹn, mà nó xuống tới đây thì nó cũng chưa có xuống hẳn. Rồi đòi tiền thì sẵn nó trào lên uổng đồ ăn. Chị gấp rồi, chị gấp luôn rồi, em đánh rớt nè. Đó, bây giờ trời đánh rồi đó. Chị hai, chưa có ăn cái gì hết là kêu đóng tiền liền à? Dạ, không phải là em tiết kiệm gì hết, nhưng mà do là chị hai út đợi đồ không đi chợ, không có biết đồ ăn em buôn bán hàng ngày, mỗi ngày giá nó leo, nó leo kinh khủng lắm. Dạ út đợi cho chị xin 1 triệu nha. Chị hai cho em xin 2 triệu, má cho con xin 1 triệu. Nhắc tới nó đào lòng. Đây, ăn thì ăn bằng người ta thì đúng nè, cá cũng có cá, cũng trứng cũng thịt đó, đầy đủ cá thịt trứng luôn mà chị. Mỗi cái con chút mà. Trong khi chỉ bao nhiêu chục ký mà ăn nhiêu đây sao mà sống nổi. Ngày nào cũng đi bộ bao nhiêu cây số để đòi nợ, đi bộ bao nhiêu cây số đi về bạn bao nhiêu đấy, làm sao mà còn sống nổi vậy má ơi. Dạ vậy thôi, chị hai đưa tiền em sớm đi, bắt đầu ngày mai em sẽ cải thiện. Thôi được rồi vậy. Bây giờ em có thể giúp cho chị là em choàng cho chị đi, cuối tháng chị đưa em được không? Tại bây giờ 2 triệu mà chị cho người ta mượn tiền á, thì tới cuối tháng chị lãnh được 10%, ít lắm là chị tăng thêm được 200.000 nữa, thì cuối tháng chị đưa em chị còn lại 200.000. Chị hai ơi thông cảm giùm em, tại vì tiền buôn bán của em mỗi ngày em phải chàng tùm lum hết, nên chị ráng chị gom tiền đưa cho em nha. Trời ơi em à, đưa cho em thì được rồi, nhưng mà lỡ em có bao giờ em đi mua đồ ăn hay là em đem nó em bỏ ngân hàng, ôi cái chuyện này thì nó kỳ vô vàng đó em à. Đâu có, em đây tiền, anh nhớ tiền con bé Luyến ăn học không có đủ luôn đó chị. Vợ em không làm vậy đâu chị hai. Tao bằng vậy chị tính ra là một buổi có 60.000 đúng không? Dạ. Một buổi 60.000 thì có phải là tháng chị đưa con chịu 800.000 hả, đúng không? Nhưng mà có 10% BAT nữa. Ăn mà cũng tính VAT trong gia đình nữa hả? Trời, có thu nhập là có tính VAT hết á. Thì còn dư 20.000. Lúc nào em không thối gì 20.000. Tháng nào cũng vậy mà. Chị hai ơi, cuối tháng thì cũng hơi lâu. Chị ba ơi, không mấy á, chị di du cho em giữa tháng đi. Rồi em đưa chị luôn. Chứ đầu tháng mà đưa tiền xui lắm chị ba. Em không có khách nữa, đưa xui lắm, nguyên tháng em không làm được gì luôn á. Út đợi ơi, không có được đâu. Bây giờ vậy, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cô cứ đưa trước cho tôi đi, biết đâu cô may mắn, cô dũa lại được 100 bộ móng làm sao. Chứ cô thấy tiền học của Luyến á, nhà trường mà lên tiền học đầu tháng rồi, đâu có cho người ta thiếu đâu cô. Em nhìn đi, con gái của em à, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, đang tuổi ăn tuổi mặt, nó cần phải có ăn nhiều cái chất dinh dưỡng vô trong người thì nó mới phát triển, nó mới thông minh, nó mới học giỏi được chứ. Còn em cho nó ăn lại như vậy thì làm sao mà nó phát triển được, làm sao mà nó có thể thông minh được, đúng không con?
con dầu sao cũng là thành viên trong gia đình, con có quyền có ý kiến. Con phát biểu đi cho má con nghe, con cứ nói thẳng ra. Sao con ăn không no đúng không? Cứ nói đi con. Con thấy vậy là đủ mà. Thôi ăn đi con gái. Con đổi chỗ ngồi đi, ngồi bên kia cho nó đúng phe đi con. Thôi bây giờ như vậy đi, mấy đứa con đó gom tiền chợ đưa lại cho má hết đi. Má lớn, má là mẹ đúng không? Thì bây giờ má gánh cái vụ cơm nước này cho tụi con. Lời ăn lỗ má chịu. Nếu á mà cái phần này đó mà giao lại cho má đó thì má sẽ cải thiện cái đồ ăn á, nó sẽ ngon hơn. Còn những cái chi tiêu lặt vặt trong gia đình đó, nếu mà má cảm thấy được á thì má chi. Dạ. Còn không được thì thôi, để mình cải thiện ba cái món ăn này. Tụi Khang thấy hợp lý không? Yeah, hợp lý má ơi. Nè, ngồi xuống đi tụi con, ngồi xuống đi. Đây là bữa ăn bình thường đó. Bình thường thôi. Nè nha. Nhưng mà má nói nè. Dạ. Nếu mà tới cuối tháng đó ha, mà má coi nó còn dư nữa đó, thì mẹ con mình ra tiệm ăn lẩu được. Rồi nếu thiếu thì sao má? Chồng. Kinh tế mà vô tay tôi rồi làm sao thiếu được. Ăn đi con, ăn nha. Má làm hết hồn má. Kêu má ra làm gì? Con hẹn má ra đây là để thông báo cho má biết một tin rất là quan trọng. Tin gì? Thật ra thằng Đức bạn thân của con, má nhớ thằng Đức không? Nhớ. Đức hay là đây chơi nè. Nhớ. Đám cưới nó mời con, lần này lần thứ ba rồi. Mà con suy nghĩ không biết có nên đi hay không. Tại vì hai lần trước con đã đi rồi, lần này lần thứ ba nữa, mình không đi cũng đâu sao hả má ha? Ý không được đâu, mà người ta gần có thơ không? Có, nó mời cũng bao thư đàng hoàng luôn. Thiệp đàng hoàng luôn. Thiệp hả? Mời. Thiệp mời đàng hoàng là mình phải đi. Phải đi hả má? Phải đi, người ta trân trọng người ta mời mình mà tại sao mình không đi? Dạ, má nói có lý. Giờ mày đi phải không? Dạ. Đi má lo cho. Thôi má ơi, ngại lắm ơi. Ngại gì? Tự nhiên con đi đám cưới má cho tiền. Nhưng mà con nhớ cái bao thơ mà con gửi đó ha, là con phải để là nhớ con bà chính. Trời, con phải để chứ, con là con của má mà. Đúng rồi. Bởi vậy bây giờ giao qua tay tôi nè, rồi con tính hết cho coi. Ủa con làm gì vậy con? Dạ cái đôi giày của con nó bị rách tới nội, cho nên bây giờ con đang giá lại. Sẵn có tạo kiểu cho nó luôn. Trời đất ơi, con mang cái đôi giày rách rồi con giá vậy đó hả? Con dán vô vậy đó hả? Dạ. Thôi bỏ đi, nói cho tiền mua khác. Thiệt hả nội? Thôi đất ơi, thương nội quá. Nội nói con nghe nha. Dạ. Bà nội chi tiêu cái nào đáng á thì bà nội chi cho. Dạ. Chứ còn không đáng một cách cũng không có được luôn. Dạ. Con dù gì ha cũng cháu của bà chính, mà đi ra đường mang cái đôi giày vậy người ta cười chết biết không? Dạ con cảm ơn nội. Bà nội hả, sắp tới sinh nhật bạn con á, ông mấy nội cho con tiền mua đồ đẹp đi sinh nhật nha. Cha cái này hơi quá à con. Nếu mà nội cái đôi cái đồ mà đi sinh nhật vậy đó hơi vượt chỉ tiêu rồi. Thôi giờ lấy 200 này đi mua đôi giày thôi, còn cái vụ kia là con vô con xin mẹ con đi. Dạ con hơi bị nội. Quá ừ, đi đi con đi. Ừ. Trời ơi, bà nội không phải như mẹ con đâu, mỗi cái chi thẳng tay quá, bởi hèn chi tháng nào hụt tháng nấy hoài sao được, thấy không? Mọi người ơi, mẹ út đợi vừa đẹp vừa lẹ, ưu đãi khuyến mãi cuối tháng rồi nè mọi người ơi. Trời ơi, ai xe lấy chim cho em tặng luôn bộ móng nha, thôi thả tim cũng được, thả tim nè, bằng xíu nè, nè. À, dạ, trời chú Phương, trời ơi. À, chị ơi, khoan chị ơi. Sao tắt ngang vậy? Con ế khách quá, không có tiền đăng ký 3G, tháng nào cũng thấp chủng, không có like được gì hết trơn. Trời ơi, mừng ăn thì mình phải tính chứ, sao để thấp chủng vậy rồi làm sao có khách được. Bây giờ con cái gì nãy con nói, cái đó là cái gì? Dạ cái 3G đó mà. 3G là sao? Là má hàng tháng
má nạp tiền cho cái ba gờ này, cái má live stream á, live stream người ta sẽ thấy má. Nhiều nói gì mà má cho con nè. Thiệt hả má? Thiệt. Anh dạ 1 triệu. Hả? 1 triệu á, 1 triệu. Tới 1 triệu. Dạ đúng rồi. Trời ơi, 1 triệu vậy là 4-5 ngày tiền chở rồi con. Trời ơi má ơi, má phải suy nghĩ nè, bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, má phải suy nghĩ là 1 triệu mà con lai được 1 tháng, 1 ngày con kéo được biết bao nhiêu khách. Lời mẹ đẻ lời con nhiều lắm á má. Đẻ ra nhiều lắm hả? Thôi, cái nào đó mà hợp lý là má chi, còn cái nào không hợp lý nha, một cắt mày cạy tao cũng không có được đâu. Ờ à, vậy ê, mà bây giờ mình gói một nửa được không? Một nửa đi. Rồi cái mình hết cái nửa này cái mình đăng ký cái mình gối đầu cái kia. Được không? Dạ, dạ được. Được rồi phải không? Được rồi lấy đi. Trời ơi má nó thiệt, cái con nha, cái nào đáng xài là xài, còn cái nào không đáng là thôi. Nè. Đăng ký đi nha không? À dạ có không má? Ừ. Thôi đăng ký đại đi nha không, rồi đi làm kiếm tiền. Thôi má vô đó nghe không? Dạ. Alo mọi người ơi, Út Đại đã trở lại rồi đây. À chị Phương ơi, ngày mai em mới qua làm nha. Chị mới qua làm được nha, bữa nay em đủ sổ hụi rồi nha. Chị mọi người ơi, xe lấy chuyên kem nha. Ngày mai em qua làm nha, bữa nay là được rồi, tắt nha. Cảm ơn mọi người. Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Coleman chỉ với 3 triệu đồng, anh nhanh tay phát tài ngay. Cho cháu nội 200 mua đôi giày, cho ba nhớ 500 đi đám cưới, cho Út Đợi 500 mua cái 3G. Thấy không? Mình tiền bạc ở đâu phải ra đó đàng hoàng, chi cái nào thì phải vô hết trong cái sổ về mình mới nhớ. Cái giọng này đó nha, là tới cuối tháng là sắm con được 5 phân rồi chứ đâu phải giỡn đâu. Má! Cái gì vậy? Má sắm được 5 phân luôn á hả? Chưa. Chưa sắm? Chưa sắm, nói thôi chứ chưa. Trời ơi, con đang nóng nực, con nghe má nói gì con mát liền luôn á. Má à, nếu mà vậy á thì má tính đi, má có thể trích ra má mua cái máy lạnh cho nhà này mình được không? Trời ơi, cái mùa này con nói nó nóng 40 mấy độ, con muốn chảy mỡ mà giờ con teo còn có nhiêu đây nè. Trời, con suy nghĩ như vậy? Trong tay má nắm bao nhiêu tiền mà con đòi mua tới cái máy lạnh tới 10 mấy triệu, sao tao mua? Má ơi, thì bây giờ mình không có mua máy lạnh thì thôi, má ít ra má cũng trích ra mình mua cái máy phun sương. Phun sương quạt quạt mà nó ra hơi gió đó. Ừ. Nó ra hơi nước á. Ừ. Quạt đó ít thì cũng được cỡ triệu đó. Chịu mà nổi. Chắc chắn 1 triệu không? Cũng chịu quá má. Triệu phải không? Hỏi rồi. Vậy dạ. Là chia đôi 50-50. Được trời chưa? Má ơi. Ừ. Sao má có thể đánh đồng con bằng với má được như vậy, là con quá bất hiếu với má. Con sống như vậy con cảm thấy con xấu hổ, con cảm thấy con bất hiếu với má quá đi. Ít ra là con phải thấp hơn má chứ. Má, ít ra là má phải 70 con 30 chứ làm sao có thể nào, có thể nào con mà ngang bằng với ba mẹ được, gì là quá bất hiếu má ơi. Má là người nắm cái chi tiêu trong gia đình này. Đúng rồi, má đúng phải rồi. Hơn con chứ. Má vậy... phải hơn con chứ má... không thể nào thua con được. Vợ nhiêu? Má đưa 700 con 300. Nè. 700, trời ơi đưa 500 kỳ lắm, má không thể ngang bằng với con được, bất hiếu lắm, con không thể sống như vậy được. Như đúng vậy là rồi. Con tự nhận con chết cho rồi đi. Nè. Dạ, mũi của bà chính, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, mặt mũi rồi, của má đi mua đi. Phải 700 mình 300. Cái máy quạt giảm còn có 800 không má? Ê, mừng má nha. Nếu mà nó giảm thì phải trả bớt lại đó nha. Thôi mà má là má mà kỳ quá à. Trời ơi, sao con lại tính toán dữ vậy trời. Ghê thiệt ha. Lấy triệu nữa đây. 700 mua cái quạt máy. Dạ má. Hả? Má cho con tiền đi mua 1 ký gạo. Cái gì mua gì? Dạ cho con tiền đi mua 1 ký gạo. Con đang làm bếp ở trỏng á, cái làm đồ ăn được xong hết rồi, cái chuyển qua cái khạp gạo, cái gạo hết trơn rồi má. Trời ơi, gạo mà tại sao con phải mua ký? Trời, con mua lẻ vậy nó hao dữ lắm. Thấy không? Bây giờ má nói con nghe nè. Gạo nếu mình mua đó, mình kéo nó 20-30 ký về đi, cái đó là mình mua sỉ. Còn con mua lẻ như vậy, cái tốn thêm cắt xu nữa, trời ơi, đưa cho anh ta ăn cũng không được đâu. Nghe lời má thì vô kêu một cái lèo vậy ra 20-30 ký đi. Ủa má, con nhớ hồi trước á, lúc mà con cầm tiền chi tiêu trong gia đình á, cái con kéo về 20-30 ký luôn. Cái má nói trời đất ơi, mày mua một lần 20-30 ký như vậy ăn không hết, để nó mối nó móc nó mọ,
rồi hư, rồi đổ, rồi phí. Rồi xong rồi trời ơi mua 20-30 kg mà gì mà hết lia lịa tiền chi tiêu hết tùm lum hết trơn á. Cái nhà này ai ăn nhiều nhất? Vợ chồng mày ăn nhiều nhất mà nhất là thằng chồng mày ăn như hả vậy đó. Cái rồi thôi, cái má nói vậy cái giờ chuyển qua má chi tiêu. Cái con đi mua từng ký một. Có nghĩa là ăn 1 ký nấu buổi sáng, ngay mặt má ăn cái hết liền. Cái chiều nấu 1 ký nữa, ngay mặt má ăn hết liền. Nhưng mà bây giờ má suy nghĩ lại rồi, từ ngày mà nắm cái sổ chi tiêu này má mới thấy là nếu mình mua từng ký nó hao lắm. Bây giờ mình kéo đại nó về 20-30 ký thì nó lợi một cái chút vậy chắc cũng nhiều lắm đó nghe không con. Vậy nói vậy con đi kêu gạo vô má trả tiền nha. Ừ kêu đi. Dạ con cảm ơn má. Ừ đi đi. Nó làm như con mình nó biết chi tiêu vào đây thì già quá rồi. Có thường hả con? Dám đâu. Mới có 7 ngày tiền chợ chi có 1 triệu bạc thôi à. Thấy không? Rồi bây giờ mình còn 3 tuần nữa là cho 3 triệu đi. Thì mình cũng còn, thấy không? Đó, còn rồi dạ. Phải dắt mấy đứa nhỏ ăn lẩu. Dạ má. Ừ. Má ơi, giấy báo tiền điện tháng này nè má. Nhiều cho... con. Dạ 500 á má. Đây, rồi con đóng giùm má đi. Dạ. Ủa, má đang tính tiền chợ hả má? Ừ, má đang tính tiền chợ nè. Đủ không má? Đủ chứ con. Dạ. Sao còn dư nữa đó? Vậy hả má? Ừ, tức là bây giờ đó là gia đình mình là cộng lại là 6 triệu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ đó là tiền chợ mới có 1 tuần đó là 1 triệu. Dạ. Rồi còn 3 tuần nữa đó là... 3 triệu nữa. 3 triệu nữa là 4 triệu. 4 triệu tức là mình còn 2 triệu. Mà bây giờ con lấy tiền điện hết 500 rồi thì má còn 1,5 triệu. Thấy không? Mà 1,5 triệu này đó là nếu cuối cùng nữa mà mình dư là mình đi ăn nhà hàng. Vậy má nói cho con nghe nha. Má mới gầy thêm 1 bầy gà. Rồi rau này kia đó là má trồng thêm. Tới cuối cùng đó mà hơi thiếu một chút xíu là mình có gà mình ăn nè, mình có rau sẵn mình ăn. Tại ra không có cần tốn nữa đúng không? Dạ. Trời ơi, con á, cái tánh con cũng nghĩ như má vậy đó. Hồi đó đó, con cũng tính á, là gầy thêm 1 bầy gà. Rồi trồng rau đó để không mấy có thịt gà có trứng gà ăn. Nhưng mà má thấy á, con suốt ngày cứ lúi cuối cái quán bún riêu rồi lớp rồi chăm cho con Liến nó ăn học giờ giấc nó, rồi thậm chí con cũng coi ngó luôn giờ giấc của anh nhớ nên con không có đủ thời gian con làm. Bây giờ qua má chi tiêu cái má làm vậy, trời ơi má đỡ đần cho con nhiều việc quá, con cảm ơn má. Ừ dạ. À thôi má ngồi tính đi, con ra ăn coi quán nghe má. Ừ dạ. Cũng đồ gầy dựng gà rau rồi này kia. Trời ơi chi tiêu mà sao qua tôi được. Bài đặt không à. Rồi chi thêm 500 tiền điện nữa. Phải ghi như vậy nè. Đó làm sao chạy khỏi. 2 tuần là 2 triệu tiền ăn đúng không. Rồi bây giờ 500 tiền điện nữa là 2,5 triệu. 2,5 triệu cộng thêm 2 tuần nữa là 2 triệu nữa. Là vậy chứ mình còn đúng 1,5 triệu. Anh nha. Trời ơi thiệt là tính toán quá hay luôn. Trời ơi, còn 10 ngày nữa mà còn có 1 triệu thì sao đủ. Cùng chi cái gì kỹ ta. Phải thắng lại thôi. Còn tới 5 ngày nữa mà còn có 200 này làm sao mà ăn đủ trời. Cái này mà ăn mà hột vịt dầm với nước mắm không ăn cũng không có đủ nữa làm sao đây. Ủa rồi mà mình chi tiêu cái gì mà dữ vậy ta. Rồi bây giờ phải ăn mấy với mấy đứa nhỏ làm sao đây. À hay là mình nói với tụi nó là mình đi chợ, mình bị ăn cướp nó giật cái giỏ của mình. Mà vậy cũng không được. Trời đất ơi, cái số bình yên tự đó giờ tự nhiên nó cướp giật ai tin.
Bây giờ 36 cách, chỉ có cách chuồn là cuốn sách nhất. Mười con đau nặng lắm, mà hai cái chân đi không có được, cho nên bây giờ má lên chỉnh má thăm cậu Mười con. Thôi để má đi nha. Ê, má cậu Mười bị bệnh hả? Ừ. Nhưng mà ở trên đó đó cậu Mười còn có dì Tám, rồi vợ cậu Mười, rồi mày mấy đứa con nhiều lắm mà sao không chăm sóc. Tự nhiên má đi lên lỡ như má có chuyện gì người ta phải chăm sóc ngược má làm sao? Con biết không, dù gì á nó cũng là em ruột của má, cho nên má phải lên má gặp cho tạng mặt đi rồi má mới an tâm. Chứ còn bây giờ nói không có được, thôi ở nhà đi. Dạ, để má dạ, đi dạ. Lên chỉnh má thăm. Ờ, má, nhưng mà má đi chừng nào về? Ừ thì má đi chừng sáng mới chịu về. Má chỉ được đi trong ngày thôi rồi phải về. Bị gì á, má chỉ cần đi 2 ngày thôi là cả gia đình mình chết đói hết. Tại hiện giờ cái người nắm giữ chi tiêu tiền bạc trong nhà là má. Trời ơi, thôi em đừng có lo. Lo gì bây giờ, nếu mà má đi nhiều ngày thì cũng không có sao hết. Má đưa tiền lại cho Nhung nó giữ đi. Dạ, có gì chi tiêu mỗi ngày thì nó lo. Dạ. Dạ, không ấy má đưa tiền cho con giữ đi, rồi má đi chơi thông thả. Trời ơi, mắt chị đưa tiền cho mấy người. Dạ không, cái giữ tiền là làm như tôi đi bịa tắt luôn à. Má đi xong rồi chiều má về liền. Má, xong rồi chiều về má cũng đâu cần đem nhiều đồ vậy đâu, mặc sao hết. Đúng rồi đó má, mà nặng tay nữa má bệnh á. Không biết cái gì hết trơn á. Dạ. Má có cái tật hả, mà lên xe đó là má ưa say xe. Mà say xe là gì? Ừ. Biết chưa? Biết cho rồi. Nên vậy đó, mình phải thay một bộ đồ. Xong cái mình đi vậy cái mồ hôi, tới nhà cậu Mười cái mồ hôi quá đi, cho nên mình phải thay thêm bộ đồ nữa. Rồi vô còn phải lo cho cậu Mười cháo lao này kia. Rồi cái lỡ cái nó dính cháo hay là cái gì rước gì đó ha, cái mình phải thay bộ nữa. Rồi xong cái tối mình đi ngủ. Ủa không có ngủ à, xong cái mình mới thay bộ đồ nữa cái mình đi về. Được chưa? Má hả? Ủa mồ hôi má ơi, bụ suối sao mà tung dữ rồi thay bốn là bộ. Tôi chỉ có xách đồ tôi đi chơi thôi, mà làm gì văn tứ phía trên, làm như hỏi cung tôi vậy hả? Dạ. Dạ con bà nhớ nè mợ. Dạ sao mợ? Dạ con biết rồi, để con thông báo cho gia đình. Gì vậy chồng nhớ? Ai gọi vậy? Mợ Mười. Hả? Con Mười chết rồi hả? Hả? Trời ơi, thông báo vậy cho gia đình biết. Cậu Mười vậy? Chị Hai, cậu Mười chưa có chết. Mợ Mười á, gọi điện cho em thông báo là cậu Mười mời cả nhà mình chuẩn bị đi du lịch. Ủa? Cái gì? Ủa? Hồi nãy á, má nói cậu Mười là liệt cái chân đi không nổi. Sao vậy má? Bây giờ có mặt đầy đủ tụi con. Dạ. Bây giờ má cũng nói thôi, bây giờ má giao trả cái cái phần lo cho gia đình vậy ha, trao trả lại cho vợ nhớ. Trao trả cái gì má? Trả cái phần mà má lãnh là lo ăn uống cho tụi con này kia đó, chi tiêu rồi này kia đó. Nhưng mà thôi bây giờ má thấy má làm không nổi nữa thì thôi để má giao cho vợ nhớ đi. Má đang làm tốt mà, má biết không, má làm là con lên cân đó. Nhà mình lúc nào đồ ăn cũng tràn trề hết á má. Con lên cân nhưng mà má xúc cân. Biết tại sao? Sao vậy má? Là tại vì má cứ bù lỗ hoài mà chịu không nổi. Bởi nó xách đồ tới chạy đó. Dâu à. Dạ má. Đừng giận má nha con. Dạ. Tại vì tao nhất thời nông nổi. Chứ còn má không có ý gì đâu. Nghe con. Thôi bây giờ má giao hết lại cho con. Đó. Cho ăn sao cũng được. Bắt đầu từ ngày hôm nay em cảm ơn gia đình mình đã tin tưởng em. Em vẫn là người nắm chi tiêu của gia đình. Ừ.
Dạ. Đây là bữa cưới mình ăn đầy đủ ha. Thôi thì ráng ăn đi. Đón xem tập 14 sitcom Ngũ Long Đại Náo vào lúc 13:15 ngày 7/4/2019 trên kênh HTV7. Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Coleman chỉ với 3 triệu đồng, anh nhanh tay phát tài ngay. Anh muốn mời Luyến đến dự đám cưới của anh. Ông đi khùng hả? Đám cưới của ông tôi đi làm cái gì? Anh muốn mời Luyến đến làm cô dâu. Má ơi, cháu gái cũng được mà má. Sao phải xăm thêm để con bé kia nó ra rìa tội nghiệp nó hả má? Nhưng mà con nghe ta nói hả, nữ xăm ngoại tộc. Sau này nó lớn lên, nó có chồng đi theo chồng nó rồi. Ai hương quả cho má hay. Bởi vậy cho nên má muốn